Hello, chào đại gia đình, lại là Sơn Sàm đây. Lại là cái mặt mốc xì của Sơn Sàm đây. Ồ la 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 la. Rồi, nóng hot đó. Hôm nay tôi cũng ra một cái video clip nói về cái vấn đề rất nóng và rất hot nha quý vị. Đó, cũng liên quan đến cái drama. Hôm nay cũng có một cái thông tin đó là gì? Rần rần trên mạng xã hội. Đó là cái anh Tần Nguyễn đó, cái anh này này. Chắc quý vị cũng biết anh này ha. Là mưa làm gió trên TikTok dạy người ta làm giàu đồ các kiểu ha. Đó, vừa rồi cũng lên tiếng nói về cái drama, đó cũng nói về bà Phương Hằng, rồi bắt đầu là bây giờ cũng kêu gọi từ thiện. Úi trời ơi, mà kêu gọi từ thiện cho ai? Kêu gọi từ thiện cho động đất Thổ Nhĩ Kỳ với bên Syria nha quý vị. Trời ơi, nhức cái răng giả quá. Nhức cái răng quá. Rồi, bây giờ tôi hát khúc tôi tặng ảnh nè. Đó, cái bài mà xạo quần không có gì vui, chúng ta không nên xạo quần đó. Xào quần không có gì vui, chúng ta không nên xào quần. Ông anh em bây giờ toàn khoe khoang khoác lác, có hơi men trong người là nổ banh nhà lòng. Nào là khi chú Lâm Nguy cứ alo anh chạy tới, nào là chú cứ yên tâm ở đây tôi như đại bàng. Nhưng khi tôi lâm nạt thì mắt tôi mới sang, anh em như cái quần toàn anh em lũ đạn. Hoàng mang có thấy ai đâu, nhắn tin alo thì cúp, điện thoại xô máy thuê bao, khó khăn không thấy thằng nào. Anh thích quăng bơm, anh ghét ăn cơm, anh nói nơi đây nếu ai cho dơ là cho ăn hàng liền. Anh sống thanh cao, anh sống thanh cao, ăn uống cũng không bao nhưng mà anh vẫn cứ luôn luôn mà tự hào. Anh em cứ an lòng, đàn em tôi đông lắm, nếu như có manh động nè gọi công an lại liền. Xào quân ít ít thôi anh, để anh em còn đường sống. Xào quân không có gì vui, chúng ta không nên xạo quần. Xạo quần ít ít thôi anh, để anh em còn đường sống. Xạo quần không có gì vui, chúng ta không nên xạo quần. Ồ la 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 la. Trời ơi, hôm qua giờ tôi coi cái clip mà ông khóc không quý vị. Ông khóc nha, ông khóc, ông chảy nước mắt. Ông nói là trời ơi, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ với Syria đồ các kiểu, phải đóng góp quyên góp từ thiện đồ các kiểu. Trời ơi. Rồi ok, quay trở lại cái drama này nghe. Để tôi vô tôi nói cái chút xíu về cái đó, mấy cái sản phẩm sau lưng tôi nha. Đó, những cái sản phẩm hàng Nhật ở trong cái Zalo này nha quý vị. Đó, các anh chị cứ cập nhật vào trong cái Zalo này nha. Ủng hộ Sơn Sàm nha. Rồi, cái gì nữa quên rồi. Cái gì ta, thì đây để tôi cho quý vị xem qua một cái video clip là trước đây ông Tần Nguyễn này ông nói gì về bà Phương Hằng nha. Xin quý vị nghe hoàn cái, nghe hoàn cái nha. Quyết định khởi tố tống đạt bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng, có lẽ đó là thông tin sốt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Suốt một năm qua, nhân dân chúng ta đã quá khổ với những cái lời vu phống, những cái lời chửi bậy và những cái lời gọi là gắp lừa bỏ tay người vô căn cứ. Từ các nghệ sĩ cho tới các quan chức, rất nhiều tổ chức đều bị bà chửi bới, rồi còn đánh đập nhà báo này kia, rất là nhiều vấn đề. Đây là một trong những cái vấn đề nhức nhối nhất của Việt Nam năm 2020 và 21. Hy vọng rằng từ đây trở đi thì nhân dân sẽ được yên. Và các YouTuber nữa, những cái người đu chen bám theo bà Nguyễn Phương Hằng, hy vọng rằng đợt này công an cũng sẽ bắt một loạt những cái kẻ giống như vậy. Bạn nghe thấy tin rồi mà cái bà này bị bắt, bạn thấy thế nào? Cảm nhận của bạn cảm thấy như thế nào sau gần một năm nghe bà Hằng lên live stream? Và đến bây giờ là giai đoạn kết thúc rồi. Chúc mừng mọi người đã có những cái buổi tối yên ổn bên gia đình, không cần phải nghe bà Hằng gọi là xỉ vả trên mạng xã hội nữa. Cá nhân của tôi thì tôi cảm thấy đây là một cái điều rất là đúng đắn, đúng ra là phải bắt từ lâu lắm rồi, nhưng mà đợi đến bây giờ. Rồi, ok, đó chính là cái quan điểm của anh này. Đó, kính thưa quý vị, thì trong cái đợt dịch vừa qua đó thì nói chung là không đâu xa bằng Việt Nam quê mình, người dân của mình đó.
thì trong khi là đại nam cũng như bà Phương Hằng là bà tích cực hoạt động cứu người cũng như là những cái vấn đề về oxy, thì lúc đó anh này anh ở đâu ha, anh ở đâu và anh lên tiếng anh chỉ rủa các kiểu đó. Và bây giờ tự nhiên cái là anh quay qua vấn đề động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thì đúng đó, đó là những cái chia sẻ mất mát về cái nhân loại mà con người phải thương nhau đó. Bây giờ là cả thế giới đang hướng về đó, nhưng mà cái động lực của anh này thì tôi nghĩ rằng là không có tốt vậy đâu quý vị ha, à, nó không có tốt vậy đâu à. Và thấy cái nghề từ thiện rất là béo bở phải không à, cho nên ảnh à, rồi ha à, rồi bây giờ nè à, bây giờ là tôi sẽ cho quý vị coi một cái clip à, clip ảnh kêu gọi từ thiện, ảnh khóc à, ảnh khóc trời ơi thương quá phải chung tay đối với đồng bào Thổ Nhĩ Kỳ à, ra tôi cho quý vị xem clip à. À, trước khi xem cái này thì xin phép quý vị cho em 30 giây em quảng cáo nhẹ nha. Tại em bán hàng mà, thông cảm nha. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, ở trên tay em là cái nano trị gút này à, đây là những sản phẩm của Nhật Bản trong cái Zalo này. Tất cả là hàng Nhật nha quý vị, em bán hàng Nhật hết 100% made in Japan nha quý vị. Rồi, cái này là nano trị gút. Các anh chị nào bị cô chú bị gút á, đầu ngón tay, đầu ngón chân nó sưng á, thì cái này nó cân bằng nồng độ urit trong máu, và cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ, và nó cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị nồng độ urit nha. Đó, các anh chị nào mà gút là nên dùng cái này, hộp 90 viên uống một tháng nè, liệu trình 3 hộp nha quý vị. Rồi cái này 2,1 triệu nha, 2,1 triệu một hộp cái nano trị gút đó. Rồi cái này là natto kinase, là tai biến đột quỵ đó. Các cô chú anh chị, những người trung niên lớn tuổi nè đó, cao huyết áp được các kiểu, có khả năng nguy cơ tai biến đột quỵ, cũng như là những người nào đã bị tai biến rồi thì nên dùng cái natto kinase này nha đó, hỗ trợ về tai biến đột quỵ cực kỳ hiệu quả đó. Mình uống ngăn ngừa đó, mỗi ngày mình uống 2-3 viên thì giảm thiểu tối đa cái nguy cơ tai biến đột quỵ, không bao giờ bị tai biến đột quỵ luôn nha đó. Và đã bị rồi thì cũng uống là điều trị nha. Rồi cái này là 330 viên, rồi cái này uống 2 tháng gì đó, rồi em bán 3,850 triệu, 3,850 triệu một hộp này nha, miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài em tính thêm phí ship nha đó. Rồi cái này là cái viên uống trắng da, viên uống trắng da quay pH aspect bổ sung collagen đó, đẹp da các kiểu, da trắng hồng như da em bé rồi cái này là 120 viên, bán rất chạy đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được nha đó, cực kỳ hiệu quả luôn. 120 viên uống 2 tháng nè đó, cái này 2,150 triệu. Rồi nhẹ cái nữa là cái đông trùng hạ thảo này. Đông trùng hạ thảo cái này là bổ huyết nè, các kiểu ai mà bị thận á, thận á, tiểu gắt, tiểu đêm nè, đó, yếu sinh lý nè, cũng như là vấn đề về thận nha. Cực kỳ hiệu quả, đông trùng hạ thảo 180 viên. Rồi cái này 2,850 triệu luôn. Rồi miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship. Rồi hàng bên em các anh chị biết rồi. Đó, hàng giả hàng nhái là cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10, 100% hàng chuẩn Nhật đàng hoàng. Rồi. À, quảng cáo nhẹ các quý vị ha, thông cảm. Rồi, quay trở lại cái clip tôi cho quý vị xem. Đây là cái clip của ảnh khóc để kêu gọi từ thiện. Rồi, xin mời quý vị xem qua. Khoảng 1-2 ngày nữa thì Tần Nguyễn quyết định sẽ bay ra Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Nội để mà gửi cái tiền cứu trợ cho những người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thì tôi nghĩ rằng đầu tiên là tôi chắc chắn đến bây giờ tôi nhân cái số tiền cứu trợ lên gấp đôi. Tức là ít nhất là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được 20 triệu và Syria sẽ nhận được 20 triệu, đó là số tiền bản thân cá nhân của tôi bỏ ra để giúp cho những em bé. Và Tân Nguyễn kêu gọi cộng đồng chúng ta hãy giúp đỡ, thương lắm, hãy giúp đỡ những người Thổ Nhĩ Kỳ, giúp đỡ những người Syria, rất là người chết. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, theo như thông tin tôi vừa nhận được là bây giờ là nhận được hơn 500 triệu rồi. 500 triệu là ảnh nói thôi đấy nha. Đó. Ngon ha, nghề ngon quá, quá ngon luôn. Đó, giờ không biết đi qua bên Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Tốt của anh xung phong lên ảnh tặng là riêng ảnh là Syria là 15 triệu, Thổ Nhĩ Kỳ là 15 triệu nha. Còn quý vị đóng góp. Dạ. Thôi. Đó, bây giờ để tôi mở lại quý vị, tôi tua lại nha, tua lại nghe anh khóc này. Quý vị thấy anh khóc, anh khóc mà nhìn mắt cười kinh khủng luôn, coi anh khóc này. Ôi trời ơi. Rồi. Thì đây à, như chúng ta đã biết thì cái ông nội này là chuyên gia là lên mạng là dạy làm giàu đó quý vị.
có những cái khóa học làm giàu à, và thường thường chúng ta biết rồi ha à, những người giàu thực sự thì họ không có mở cái khóa học làm giàu đâu à, đâu có giàu, mình không giàu á à, thì mình mới dạy khóa học làm giàu à, thấy ông Phạm Nhật Vượng có đời nào cũng mở khóa học làm giàu đâu mấy cha này thì bà con hiểu rồi ha. Đó, rồi tiếp tới nữa là gì à, bây giờ tự nhiên cái động đất Syria với Thổ Nhĩ Kỳ kêu người ta quyên góp à, thương người quá. Rồi những cái lúc dịch bệnh nè đó, rồi những cái lúc mà ở trong nước mình đó bao nhiêu sự việc lũ lụt miền Trung rồi lúc đó sao không thấy à, hay là lúc đó chưa phát hiện ra nghề từ thiện là nó ngon bây giờ thấy ngon quá, công nhận anh liều ghê quý vị, liều đó. Thổ Nhĩ Kỳ với Syria mà đứng lên kêu gọi rồi luôn. Trời ơi, hôm qua tôi thấy trên mạng người ta chửi quá trời chửi. Người ta chửi à, anh này là anh, lúc trước là anh lên án quý vị, anh lên án bà Phương Hằng với ông Dũng dữ lắm nha à, lên án các kiểu, ông nói là bà Phương Hằng là một người là đó đó đó, 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 quý vị cũng đã xem qua clip rồi ha. Đó, thì tôi nói thiệt, như là bà Phương Hằng bà bị cái gì đó, bà phát ngôn như thế nào đó thì bà bị nhà nước xử lý đó, là cái đó là tôi không bàn tới. Thì vấn đề đó là vấn đề cá nhân của bà không kiểm soát được cái lời nói của mình. Còn riêng vấn đề thiện nguyện, người ta làm người ta không có kêu gọi ai hết, người ta lấy tiền túi người ta ra, người ta giúp cho dân, người ta lấy oxy đồ, người ta tạo nhà máy oxy các kiểu, rồi người ta có những quỹ này quỹ kia, người ta tiền của công ty người ta làm, cũng chửi người ta, chửi bới các kiểu à, mà trong khi người ta giúp cho người Việt Nam mình à, dân tộc mình, đồng bào mình, máu đỏ da vàng mình à, còn bây giờ tự nhiên cái là cũng Syria với Thổ Nhĩ Kỳ đó, cả thế giới người ta giúp à, cũng nhào lên kêu gọi, tôi không biết kêu gọi cái gì nữa quý vị à, mà nghe nói đâu lấy một cái tài khoản là quắc là quên nản kinh khủng quý vị, nản kinh khủng ha à, rồi quý vị biết sao, ông nội này là cũng liên quan đến tùm lum đó, nhiều phốt lắm trên mạng xã hội rồi đó, rồi tư vấn về bất động sản, phân lô bán nền đó, đất nông nghiệp lên thổ cư, cái thứ gì ông cũng biết hết đó, đó cuối cùng ông tạo ra một cái vỏ bọc mình là gì, một người là giống như là à, thông hết mọi thứ trên đời đó, đó dạy làm giàu đó, dạy người ta phải này kia biết hết trơn, mà cuối cùng á kêu đi đóng góp cho Syria, Thổ Nhĩ Kỳ bỏ ra 15-20 triệu, kêu người ta đổ vô 15-20 triệu, không bằng ngọt muối bỏ biển của người ta bên Thổ Nhĩ Kỳ, bên đó người ta cả thế giới người ta chung tay đó. Mà không biết sao ông nội này giờ ổng còn đứng lên ổng kêu gọi mọi người hãy cùng đi với ổng rồi đi. Trời ơi, ấy da, qua giờ tôi thấy trên mạng người ta chửi quá trời chửi rồi quý vị, rất là nhiều người chửi đó quý vị. Ừ à, thì à, có một cái mắc cười như thế này à, bây giờ á bỏ tiền ra ha, bỏ tiền ra giúp đó, thì ông làm đi ha, hãy làm đi đừng nói ha, đó, mà trong khi những cái thiết thực nhất ở đây thì không lên tiếng. Và hơn nữa thì cái vấn đề là từ thiện ở trong Việt Nam chúng ta đó, ở trong cái thời gian vừa qua đó là rất là nhạy cảm rồi, rất là nhạy cảm rồi đó, mà bây giờ khóc cái mặt khóc rất là giả dối đó. Khán giả người ta bây giờ người ta rất là thông minh quý vị, người ta thông minh cực kỳ, nhìn cái mặt bà con thấy có tin được không, tôi không tin rồi đó. À, 90% là người ta nhìn là người ta đoán được hình nền rồi đó, ta đoán được hình nền rồi đó à, bởi ta nói thiệt tình đó chứ có những chuyện mà ở ngay ở trong nhà đây à, không lo à, giống như là ăn cơm nhà vác tù quà hàng tổng đó. Gần nhất đi mình lo những cái gì nó gần nhất đi, lo xa quá anh Tần ơi anh lo xa quá, bên này anh lo tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi, anh lo tới Syria, mai mốt anh lo tới châu Phi, châu Úc, rồi những cái vùng xa không biết qua bên đó người ta không kêu sao kê sao, hình như đó cũng bắt sao kê hết đó nha anh, đừng có đùa à, vừa rồi thì anh này anh cũng lên án cái vụ drama của bà Phương Hằng đó, anh nói là những cái youtuber youtuber rồi ăn theo đồ các kiểu đó. Trong khi anh nhìn lại bản thân anh ở trên mạng xã hội bây giờ như thế nào, tôi là cũng YouTube đây tôi bán hàng thôi, nhưng mà tôi lan tỏa những cái điều tốt đẹp, ví dụ như người ta làm cái điều tốt gì đó tôi ủng hộ, tôi lan tỏa, tôi chia sẻ à, còn những cái xấu thì tôi nhưng mà đóng góp cái quan điểm của mình, lên án rồi mình phải à, nói chung là mình phải phản bác lại cái xấu đúng không
đó. Còn ngoài ra anh nói người ta này kia kia nọ thì nhìn là anh đi nuôi, trời ơi bây giờ là thấy kêu gọi từ thiện là thấy cái mùi nó tanh rồi đó, tanh ngí rồi. Ố là lá la là lá la đó. Trước đây anh này anh dữ dằn lắm quý vị đó. Hôm nay thì tôi mắc cười quá tôi mới lên một clip như thế này nha. Đó, tôi thấy tôi bức xúc mình tôi chịu không nổi luôn. Rồi đất ơi. À, thì bây giờ là hôm qua thì cũng có những cái thông tin liên quan đến drama nha quý vị. Đó, thì nghe nói cũng có một cái tin để mà quý vị chúng ta cùng săn đón cái drama này là hiện tại là hình như sắp tới 1-2 tháng tới nè. 1-2 tháng tới á là cái drama này, cái vụ chị Hằng sẽ người ta sẽ đưa ra xét xử nha quý vị. Đó, và cũng có những cái thông tin là cũng tích cực, tôi nghe thì cũng có những cái thông tin nó rất là thú vị đó quý vị. Đó, cho nên quý vị chúng ta cùng nhau chờ đón. Thì bây giờ cũng không có nói trước được điều gì, cho nên tôi cũng như mọi người là hy vọng vào những kết cục tốt đẹp, những cái điều mà ok đó, để cho chị Hằng có thể quay về và tiếp tục công việc của mình, cũng như là phát triển Đại Nam, tạo công an việc làm cho nhiều người ha. Đó, làm tiếp không những cái việc mà gian dở đóng góp cho xã hội nha. Đó, thì cái gì cũng vậy, cũng trong đó cái drama này nó lặn nó qua rồi đó, cho nó khép lại ha, chứ cũng lâu rồi quý vị. Đó, cũng lâu rồi thì quý vị cũng rất là nóng lòng, cũng như là Thân Sàm rất là nóng lòng trong cái chuyện này ha. Đó, và tôi cũng bật mí nữa thì cũng có những cái thông tin tích cực nha, tích cực, những thông tin gọi là cái tin tức nó tích cực đó. Đó, cho nên ai cũng có quyền trông mong và quyền hy vọng. Đó, chúng ta cũng mong rằng là sớm đưa ra để mà xử để cho nó có kết quả, cho nó xong cái vụ này cho rồi ha. Còn những cái người mà ăn theo drama này á, ăn theo hoặc là xuyên tạc vu khống dẫn dắt dư luận rồi đó thì thôi tôi không bàn tới, bây giờ nó nhiều lắm rồi, nó nhiều lắm đó. Như Sơn Sàm là quay trở lại cái drama này thì quý vị biết rồi, cung cấp những thông tin chính xác cho quý vị, những cái thông tin nóng hổi để quý vị cập nhật biết đó. Và em thì em bán hàng online, ngày nào cũng bán đó. Như sau lưng em là có những cái sản phẩm ở đây đó, như là hoạt huyết dưỡng não, giải độc gan, collagen, rồi dạ dày, bao tử, các trào ngược dạ dày, ở nóng ở chua, nói chung rất là nhiều ở trong cái Zalo này. Các anh chị có thể vào trong này để mà tham khảo nha. Đó, tham khảo thêm những cái sản phẩm ở trong cái này đó. Rồi thì cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một vài món hàng đến cho quý vị chúng ta cùng xem qua. Đây là những sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha. Đó, các anh chị thương tình thì ủng hộ, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Ồ la 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 la. Rồi, xin mời quý vị xem qua những sản phẩm của Sơn Sàm TV. Rồi, cuối video clip thì như thường lệ Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi, trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng. Tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó, thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó, thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó, thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka. Đây, giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký. Đó, mặt mọc ra đó, full màn hình, cái mặt như cái mặt bàn thấy không? Đó, thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi, eo, mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 ký nha quý vị. Rồi thì một hộp này là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 ký nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2.6 triệu, 2.6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây, cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó, thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi một hộp này 120 viên em bán 1.750.000, 1.750.000 nha. Ok, rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản, dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha, thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè. Đặc biệt cái này nó hỗ trợ
Huy Thành rất tốt, Đông trùng hạ thảo. Rồi một hộp 120 viên em bán 2.850.000, 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, những người nào mà bị hoa mắt này, chóng mặt này, tê tai, tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não đó, thì đây cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó cái tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xem vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi một hộp này 300 viên em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, 300 viên. Rồi cái cuối cùng em sẽ giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Komachi. Thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen đó. Có những người tóc bạc rất sớm, sơn sàm làm của bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy, hăm mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy, năm mấy bạc sớm đó. Thì do gì? Do cái máu, máu mình xấu. Thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong đó, nó làm nó lọc máu này đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình đó, một liệu trình 3 tháng, chứ một gói này uống 1 tháng nha, một liệu trình 3 gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng từ 2 liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì đó, dùng đều nha đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm gì nhộm đó. Thì đây, một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2.400.000 nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha. Đó, gói này uống tháng này, 3 gói 3 tháng, 2.400.000 miễn ship. Rồi ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha. Đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber, còn các anh chị ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, hẹn gặp lại trong video sau.